Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận tóc cặn bung nữa các bạn. Thì dự án bung NFT nó có một chương trình airdrop nha các bạn. Và hiện tại dự án đang bán VSL nó bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Rồi đây thì hiện tại bạn đang mua VSL thì mua các bạn. Nhưng mà khuyên không có khuyến khích các bạn mua các bạn. Rồi các bạn bấm vào airdrop nè. Con này nó chạy trên nền tảng của ETH. Giá của ETH thì khỏi nói đi, quá trời nó cao. Rồi bạn sao chép liên kết nha bạn. Sao chép cho ETH của mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bạn submit nha bạn. Như vậy là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận tóc cần bung đến đang kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.